Khang Luxury xin kính chào 500 anh em nha. Hôm nay nhà Khang xin giới thiệu cho anh em những chiếc Rolex cho dành cho những anh em nào đam mê nhưng mà tài chính thấp nha. Thì đầu tiên em sẽ lên cho anh em một chiếc Datejust 116234. Con này là mặt xanh navy trải tia nha anh em. Đây với cọc số La Mã. Cực kỳ sang luôn nha. Mẫu này thì hơi hướng cổ điển nha. Anh em phải mang hàng ngày. Kết hợp với dây Oyster. À, mạnh mẽ. Con này hiện tại thì giá chỉ có 14X thôi nha anh em. À. Rồi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em. Đó chính là vẫn là 116234 nhưng mà em này là mặt vi tính trắng. Một trong những cái mặt mà chắc anh em đam mê nào cũng biết ha. Mặt vi tính trắng. Full set màu trắng hết thì em này là đi dây Jubilee nha anh em. Đó. Dây Jubilee thì nó có cái khóa vuông miệng thì nó thanh thoát hơn. Đó. Rồi. Tiếp theo vẫn là một em mặt vi tính. Nhưng mà em này là mặt vi tính xanh nha. Đó. Mặt vi tính xanh. Cũng trải tia rất là đẹp nha anh em. Đó, quay được. Quay cho anh em coi. Vẫn là dây Jubilee luôn. Một cái hình vương miệng chữ khóa này. Đó. Tình trạng những con này thì độ mới khoảng 98 đến 99% nha anh em. Đó. Giá thì chỉ dưới 200 thôi. Có em này đặc biệt nhất là chỉ có 14X thôi nha anh em. Đây. Cuối cùng xin giới thiệu cho anh em một dòng siêu phẩm. Đây là mặt bạc Silver. Đó thì cái mặt bạc này đặc trưng của nó là khi anh em dưới ánh đèn màu á thì cái mặt bạc sẽ ánh cái màu lên. Nhìn rất là thời trang nha. Đó, vẫn là dây Jubilee luôn. Đó. Đây mặt tia bạc đều là cọc kim cương hết nha anh em. À, anh em nào đam mê thì có thể liên hệ trực tiếp cho Khang qua số điện thoại 094 tứ quý 2 092 hoặc số điện thoại 0977 12 1212. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Xin chào anh em.